Hello, dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của các Việt. Cái thưa quý vị, mới đây thì cái trang tin điện tử của truyền hình Quốc hội Việt Nam á, đã có một cái bài đăng khá là hay, rất là hay và chúng ta thấy cái bóng dáng của CEO Nguyễn Phương Hằng trong đó luôn. À, cụ thể thì mình thấy có một cái đoạn nói rằng là về quỹ từ thiện cá nhân, chưa ai quên những ồn ào xoay quanh một số nghệ sĩ kêu gọi quyên góp để ủng hộ người dân vùng thiên tai bão lũ, những hành động giúp đỡ người dân bị hoạn nạn đều đáng ghi nhận và biết ơn miễn là không lợi dụng lòng tốt của những người hảo tâm của cộng đồng để thiếu minh bạch hồng trục lợi cá nhân và những ngày qua khi mà cả nước hướng về miền trung ruột thịt nơi cơn bão noru à, hoàn hành thì mạng xã hội cũng dậy sóng bởi trang cá nhân của một số hoa hậu đăng tải lời kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân thông qua câu lạc bộ suối mát từ tâm của công ty sen vàng là đơn vị quản lý hoa hậu một lần nữa những hoài nghi về việc làm từ thiện của người nổi tiếng lại có dịp bùng phát à và chúng ta thấy rằng á là nói chung là cái nguyên nhân sâu xa của cái cái rama siêu nguyễn phương hằng liên quan đến cái việc kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ của những người nổi tiếng rồi đó thì chung quy lại cũng từ hai cái chuyện là minh bạch rõ ràng đúng không làm sao cho minh bạch rõ ràng từ cái vấn đề kêu gọi à, thu như thế nào và chi ra sao rồi chứng cứ à, chứng minh cái việc họ giải ngân ra sao à nói chung lại là tất cả những điều đó để làm sao những cái tiền mà mạnh thường quân gửi vào là nó đi đến tận tay của những cái người cần nhận không cần cần giúp đỡ à, đó là hai cái chuyện minh bạch và rõ ràng và trong xuyên suốt cái bản tin của truyền hình quốc hội thì cũng nói rất nhiều về cái vấn đề đó vậy thì khi mà bà nguyễn phương hằng lên tiếng và đề cập đến vấn đề này thì cũng cũng có hai cái vấn đề đó thôi tại sao những cái người khác những cái người không liên quan gì đến cái câu chuyện của bà hằng thì họ lại nhảy vào tấn công bà hằng trong khi cái mong muốn đó là rất chính đáng và chính đáng cho nên à, nghị định chín ba mới ra đời và chính đáng cho nên truyền hình quốc hội cũng đã lên tiếng về vấn đề này À, nhưng mà sau cơn Bảo Nuru thì cũng cho thấy á, Một cái làn sóng của những cái kẻ đối lập Những người mà không thích bà Hằng đó Thì họ liên tục à, đăng đàn Họ nói rằng là à, chính vì bà Hằng Cho nên người dân miền Trung không được à, lợi lạc này kia kia nọ đó Nhưng mà hôm nay truyền hình quốc hội đã chứng minh một điều ngược lại Là không phải chỉ có người nghệ sĩ mới biết làm từ thiện Bằng chứng là hiện tại có tới 93.425 hội Và 2.950 quỹ xã hội quỹ từ thiện của tập thể cá nhân. Đấy, con số rất là kinh khủng. Thế cho nên á, cái việc mà không có người nghệ sĩ thì vẫn còn rất nhiều những hội nhóm khác người ta ủng hộ, người ta giúp đỡ đồng bào miền Trung và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên á, nói ra để đây không phải là chúng ta bài bác tất cả những gì mà các người nghệ sĩ hoặc là những người nổi tiếng người ta đóng góp bởi vì cái hình ảnh và cái danh tiếng hoặc là cái lượng fan khủng của họ đó, nếu mà họ chấp nhận À, bỏ qua cái sự hiềm khích trước đó và họ vẫn kêu gọi nhưng mà họ làm một cách cho nó rõ ràng minh bạch theo nghị định 93 ba thì hoàn toàn người ta vẫn ủng hộ và khán giả người yêu mến hoặc là những người trung lập đi chăng nữa mà người ta thấy những cái việc làm họ nó tốt nó giúp người giúp đời và quan trọng hơn hết là minh bạch rõ ràng thì người ta vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ thôi nhưng mà rất là tiếc họ lại tạo cảm thấy bị bức xúc hay sao đó bị ức chế gì đó mà họ không kêu gọi nữa họ không có dùng hình ảnh cá nhân à, của bản thân để kêu gọi để giúp đỡ miền trung thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc nhưng mà mình thấy cái này đâu có gì là quá ghê gớm đâu đúng không họ vẫn lấy hình ảnh vẫn kêu gọi đi rồi sau đó là sao kê okay hay là làm những cái chuyện giải ngân cho nó minh bạch rõ ràng thì người ta vẫn rất là quan nghênh đúng không cả nhà Đấy thì bên phía truyền hình hình quốc hội á, có một cái video clip nói rõ về vấn đề này hơn 12 phút, cả nhà có thể tham khảo ở trên kênh youtube cũng như là trên cái trang tin của quốc hội tv ha, quốc hội tv à, cái trang tin này rất là uy tín nha cả nhà. Nghe nói quốc hội thì cả nhà hiểu rồi đó. Đây là người ta có cái giấy phép của cục phát thanh truyền hình rồi thông tin điện tử của bộ thông tin truyền thông cấp đàng hoàng chứ không phải là báo lá cải lá mít gì nha đó thì đó là một cái một cái vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ cả nhà liên quan đến việc kêu gọi từ thiện mà chúng ta thấy cái bóng dáng của siêu nguyễn phương hằng trong cái bản tin của truyền hình quốc hội mới đây ha rồi tiếp theo là cái thông tin về cái một cái cái một cái kẻ thù rất là lớn của siêu nguyễn phương hằng nói kẻ thù ở đây thì nó cũng chưa có xứng tầm đâu nhưng mà bởi vì cô này rất là thích để được như vậy cho nên người ta cứ đặt cái biệt danh vậy đi cho nó dễ đó là cô đinh lan bởi vì mới đây cô đã tuyên bố là dừng cuộc chơi À, dừng cái drama của show Nguyễn Phương Hằng kể từ đây, Đó, cô đang cách đây vài giờ, cô nói là sẽ dừng dừng cái drama của Nguyễn Phương Hằng kể từ hôm nay, à, bởi vì cô nói rằng là chiều nay à, con của cô nói rằng á mẹ ơi con đã hiểu tại sao mẹ thương con hơn chị Jenny và mẹ cũng thương chị Jenny phải không mẹ à, này cái kia nọ đó, nói chung là cô này à, à, lấy cái lý do là vì những đứa nhỏ, cho nên cô đã dừng cái rama à, của siêu Nguyễn Phương Hằng lại không biết là cô dừng giả hay dừng thiệt bởi vì cô này nào giờ hay vậy đó tung tin ra rồi cái giật lại tung ra giật lại nói là gài bảy giật bảy đặt bảy tùm lum la đó à, nhưng mà nói về những đứa con rồi để lấy cái cớ dừng ra ma thì nó cũng không hợp lý lắm bởi vì cô này cô đã lên tiếng cô đã nói về cái ra hơn một năm nay rồi thì hôm nay là những ông lẽ những lúc đó cô không biết những đứa con ở bên cạnh cô hay sao mà bây giờ lại nói là dừng ra ma nhưng mà dừng ra ma thì dám có thoát được hay không đúng không à, trước đó đó thì khi mà cô này làm việc với cơ quan công an tỉnh bình dương xong thì cô về cô nói là cô sẽ kiểu như là không không có đối chất với bà hằng ở tại tòa, chỉ làm đơn vậy thôi à, sau khi mà bị một cái làn sóng dữ dội người ta lên tiếng ta nói cô này là sợ rồi à, bỏ của chạy lấy người rồi à, cho nên dừng và ngay sau đó thì cô đăng đàn cô nói là cô sẽ làm tới cùng à chứ tuy nhiên á thì hôm nay không biết là bị giật cái gì nữa mà lại quay trở lại nó là sẽ dừng cuộc chơi à và dừng cuộc chơi vậy chứng tỏ là cô sẽ không có dám đối mặt với lại siêu nguyễn phương hằng tại tòa rồi đúng không đó chơi gì mà chơi chạy à nếu như á, cô mà đối về đối diện với siêu nguyễn phương hằng ở trước tòa thì có lẽ là rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị đằng sau đó à đối đối mặt với một siêu nguyễn phương hằng rất là hoạt ngôn và nói đâu đúng đó thì coi chừng cô mệt á mà cho dù không đối mặt không có đối chất á thì thì cái việc mà lặng lẽ ra đi như thế này đó thì cô cũng mệt luôn đúng không bởi vì bà hàng nguyên sẽ chắc chắn phải phản tố thôi à, chính vì cái cái việc là những cái um, lời phu phóng khống của cô này cho nên bà nguyễn phương hằng đã có những cái lời đáp trả vậy rồi sau đó lại dính vào cái câu chuyện 331 à, tuy nhiên á cái việc mà cô này đã nhiều lần xin rút lui thì chứng tỏ ra một điều rằng á cô này cô thấy rồi thấy trước mắt là có lẽ là một cái điều gì đó rất là nguy hiểm rồi cho nên cô không dám dấn thân nữa à, nhưng mà nói gì nói những cái lời mà đã phát ngôn ra rồi đó, thì không bao giờ rút lại được và hơn hết đó, là chúng ta thấy cái cô này liên tục tấn công bà hằng đến khi mà bà hằng không stream nữa vẫn tấn công vẫn bịa đặt vẫn xuyên tạc rồi nói là bà hằng chỉ đạo người nghề này chỉ đạo người kia trong khi đó, hoàn toàn không có một cái chứng cứ gì hết À, toàn là những cái uh, những cái cái suy nghĩ hoặc là những cái câu từ bịa chuyện ra thôi. À nhưng mà hôm nay lại tuyên bố là bỏ của chạy lấy người. À thì chúng ta cũng thấy rất là tiếc cho Đinh Lan à, bởi vì một người cho nó được nói là là ăn học rất là nhiều ha, học hết ngành này tới nghề kia à, rồi à, nói là học luật sư rồi này, kia nữa đó, nhưng mà cổ chuyên đi vu khống bịa đặt, à, một cái người kiểu như là được cho là có hiểu biết đi mà lại uh, suy nghĩ rất là nông cạn. À, tấn công người này tấn công người kia rồi à, ban đầu thì lấy cớ là bà hằng đụng chạm đến phi nhung rồi bây giờ lấy cớ là vì những đứa con cho nên bỏ cuộc á à, những cái cớ đó nó không có phù hợp đúng không nó không có phù hợp trong khi á cô lên mạng cô tấn công người ta à đến khi mà người ta bị tạm giam luôn thì cô lại nói là vì cái gì à, vì 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 chính nghĩa hả rồi ơi bó tay luôn đúng không cả nhà nhưng mà nói gì nói chứ à cái câu chuyện này không có dừng lại đâu đinh lan ơi cho dù cô bỏ của chạy lấy người chăng nữa đó thì cái việc mà sương nguyễn phương hằng à, ra tòa rồi sau đó à, hậu hậu phiên tòa ha rồi có những cái vấn đề những cái động thái khác thì chắc chắn bên phía sương nguyễn phương hằng sẽ làm tới chứ đâu có thể nào mà nói uh, một cái người mà du khống xuyên tạc liên tục như vậy mà bỏ qua được đúng không à rồi thì uh, sáng nay có đôi điều chia sẻ nhanh với cái nhà như vậy ha xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại